Ok, Thụy Vũ xin được kính chào tất cả các quý anh chị nhà đầu tư. Chúng ta lại được cùng gặp nhau sau một tuần với bản tin tiêu điểm dòng tiền kỳ số 2. Trong bản tin ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiến hành review lại tất cả các cổ phiếu ở trong cái nhóm ngành bất động sản, xây dựng và vật liệu xây dựng, cái nhóm ngành mà chúng ta đã có những cái nhận định trong cái kỳ 1 trong tuần trước. Và song song với đó thì chúng ta sẽ nhận định về cái cổ phiếu của của nhóm ngành ngân hàng. Đây là cái nhóm ngành mà then chốt, trụ cột của thị trường chứng khoán Việt Nam. Chúng ta sẽ bắt đầu điểm qua những cái cổ phiếu mà chúng ta sẽ tiến hành phân tích trong ngày hôm nay. Nhóm ngành ngân hàng thì chúng ta sẽ lọc ra tên có lẽ là toàn bộ những cái ngân hàng hiện tại đang giao dịch trên sàn chứng khoán Việt Nam, 15 ngân hàng. Đây là ký hiệu và tên của các ngân hàng đó, và trong chúng ta sẽ đi vào phân tích những cái cổ phiếu trong nhóm ngành này. Tuy nhiên này, đầu tiên thì chúng ta sẽ review nhanh qua những cái cổ phiếu ở trong nhóm bất động sản, cái cổ phiếu mà chúng ta đã có những cái phân tích trong bản tin đợt trước. Đầu tiên là Vinhome. Như chúng ta đã biết thì trong tuần trước thì đây chính là cái điểm phân tích của Thụy Vũ trong tuần trước. Đây chính là cái ngày mà Thụy Vũ phân tích thì mình đã có nhắc nhở với các anh chị em nhà đầu tư, đó chính là cái con Vinhome này. Đây là một con đang trong danh sách watchlist của anh chị. Ngày thứ hai thì Vinhome đã chạy. ATP thì cũng đã có khuyến nghị cho các anh chị mua Vinhome trong ngay phiên đầu tuần. Hiện tại về đến tài khoản thì có lẽ cũng được 4% trong một tuần. Đó là một cái mức lợi nhuận khá là tốt. Về điểm mua của Vinhome thì chúng ta vẫn có thể mua được trong những phiên này. Theo mình thì chúng ta nên đợi dòng tiền quay trở lại với con này thì chúng ta sẽ mua. Vậy hiện tại thanh khoản đang khá là thấp, chứng tỏ cái lực chốt lời trên này là không có. Sau những phiên break mạnh này mà lực chốt lời như này là rất là tốt. Nếu mà khi mà dòng tiền quay trở lại thì chúng ta hoàn toàn có thể mua được em này. Còn đối với team mình thì mình đã có vị thế ở cây nến này, thì nếu bạn nào muốn mua thêm thì mình nghĩ là không nên mua thêm, bởi vì biên lợi nhuận của nó cũng không còn cao lắm, 5-6% nữa thôi, không nên mua thêm, cứ giữ cái cổ phiếu chúng ta đang có. Tiếp theo là về Hado. Vâng, đây chúng ta phân tích, đây là cái điểm mà chúng ta đã vẽ tuần trước ấy. Khi mà test đây thì đầu bên lên bật lên luôn, mình đã có nhắc là xem cần rất chú ý quá trình test định cổ phiếu. Đây là những phiên mà chúng ta mua được, còn nếu mà anh chị nào không mua được phiên này thì chúng ta không nên mua đuổi nữa. Target của Hado vượt đỉnh thời đại. Thời đại rồi thì cứ cắm không? Chờ đợi bao lâu mới vượt được thì đây là thời gian mà chúng ta nắm giữ cổ phiếu. Quá đẹp. Tiếp theo là HDC. HDC đã có những cái pha nhú như này, điểm mua. Điểm mua của HDC
cần dòng tiền quay lại là mua được nhé. Còn nhiều anh chị hỏi mình là trong phiên thì làm sao mà biết được dòng tiền quay lại, thì đó là một điều rất là đơn giản. Tại vì nếu mà chúng ta check cổ phiếu mà lúc 10 giờ mà khối lượng nó tầm khoảng, ví dụ con này là 600-800k là trung bình 20 phiên, thì ví dụ chúng dậy check trong 10 giờ, tức là giao dịch được 1 tiếng rồi mà con này nó tầm khoảng 300-400 rồi, thì đó là dấu hiệu của dòng tiền vào. Tại vì một ngày giao dịch hơn 4 tiếng thì khi mình nhân với hệ số 4,25 thì nó sẽ ra được cái khối lượng của dòng tiền. Khối lượng ở đây tất nhiên là nó chỉ là dự đoán thôi, nhưng khá là chính xác, mình rất hay sử dụng nó. Trong 1 tiếng mà giao dịch được khoảng 300-400 cổ thì chắc chắn là đến 4 tiếng thì nó sẽ khác. Còn này cứ có dòng tiền, quay lại là chúng ta mua được, mua test nhé. Còn điểm mua hết phải là break hết 26.8 này. Tiếp theo là cổ phiếu đất xanh. Đất xanh có một phiên hồi phục lên, mình nhìn ra thì vẫn cứ ai cầm tỷ trọng cao thì vẫn cứ canh những phiên lên để chốt thôi. Còn điểm vào sẽ là 12.5. Mình cũng rất theo dõi con này, mình đã ăn được con nhịp và rất tăng canh nó chỉnh lại, nhưng mà hiện tại nó vẫn chưa chỉnh. Còn nếu mà nó không chỉnh về 12.5 thì sao, thì đây là một câu chuyện khác, thì phải đợi nó tích lũy đủ rộng ở đây thì mình mới mua. Còn hiện tại như này là vẫn chưa. Target nó là tầm vẫn là cái nến này 15, 14 chấm mấy 15, hy vọng đến đây nó sẽ chỉnh. Khang điền vẫn đang rất tốt nhé. Nhìn sau pha break này có những pha trả cung dòng tiền lại quay lại này. Mình đánh giá vẫn có thể mua được khang điền, vẫn mua được. Điểm mua vẫn còn. Phát đạt. Ngành bất động sản cái phiên thứ 6 rồi rất là tốt luôn. Bứt lên trả cung. Lại bứt. Con này thì nếu mà đánh thì đánh tỷ trọng nhỏ, giống như là trước mình nói. Tại thì nó lực tăng của nó không còn nhiều. Mua break con này, mua test con này trước, mua break sau vẫn được. Làm lòng cũng đẹp. Long điện, Long điện thì chạy hơi sâu. Long điện break lên xong chạy hết. Con này chưa mua được. Đáng nhẽ nếu mà nó giữ ở trên cái 1.8 này, 6.8 này và tích lũy ở đây thì chúng ta quan sát, nó trả về đây thì chúng ta cứ lại phải từ từ. Con này cứ quan sát, kiên nhẫn quan sát. CRI ở phía trước mình bảo mình không dám mua, nhưng mà khi một big break lên nó lại tích lũy trở lại. Đến tuần trước thì mình có nói là ba cái nến này thì chưa đủ tích lũy chặt để mua. Tuy nhiên nó break lên này thì chắc chắn là mình cũng không mua. Nó đi nhanh quá thì nó khó khả năng đi xa và nó cũng sẽ sập sớm. Thì không nói con này nhé, đây là nói bản chất chung của cổ phiếu thôi. Còn đâu tất nhiên là mình vẫn phải đợi, mình vẫn phải đợi nó, mình mua mình phải đợi nó xoay cái nền cộng với vốn. Xoay nền xong thì break lên thì mình mua, tại lực tăng thì vẫn còn, nhưng điểm mua thì khó, không mua được ở cái nền này thì
nên đấy khó mua, bỏ qua, cái nào khó quá mình bỏ qua, ai có hàng cứ nắm giữ. SRC, hàng tích lũy vùng đỉnh, con này lợi nhuận, biên lợi nhuận của nó cũng đến vùng 8 á, à, định target nó đến vùng 8 á, à, chúng ta lại tiếp tục nắm giữ. Nếu mà nó mất đi cái vùng TK này thì chúng ta giảm tỷ trọng 6.97, còn đâu nữa không thì vẫn cứ giữ. Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm cổ phiếu bất động sản trong tuần vừa rồi trả cung đẹp xong rồi bật lên. Anh chị nào mà mất hàng cái này thì khá là tiếc đấy. Đây có cái hỗ trợ TK này. Này cứ nắm giữ các phần điểm mua thì mình chờ đi. Chờ tuần sau ấy. Vẫn trên cái mức 20.8 này mình mở mua test. Tầm thứ tư đến năm tuần sau là mở mua. Mở test này. Sau khi mà nó có dấu hiệu break cùng 22 chúng ta mở mua hết. Đây là cái con Thủ Đức Hao à. Trước mình đúng đi theo đúng kịch bản của mình luôn. Break 8 mà tích lũy đây. Con này tích lũy thêm 3 phiên nữa. Vốn cạn đi một chút thì chúng ta sẽ mua. Mở mua test còn điểm mua hết của nó. Hết nó chắc là 8.5. Ok, mua test đây là 8.5 mình mua hết được. Được không thì ok, đây là cái điểm mua Thủ Đức Cao. Tiếp tục quan sát con này. Lần trước mình cũng bảo quan sát con này. Sau này nó break lên đây. Break lên đây thì mình chưa mua. Tại vì cái điểm cắt lỗ của nó xa quá mình không mua. Nó break như này mà điểm cắt lỗ của mình khá là xa. Cắt lỗ đây đi 6%. Không sao lắm. Mà con này quan sát được. Con này quan sát mở mua được. Theo là đến cái ngành xây dựng ASM. ASM vẫn ok, tích lũy này, có hàng vẫn nắm giữ. Không nên mua mới con này, lực tăng nó không còn nhiều. Đợi tích lũy định. C4G C4G chúng ta xem em có trả cung về được cái vùng 8.8 này không nhỉ? Tham gia G36 nếu mà phiên thứ hai mà không lấy lại cái vùng 11.6 thì khá là xấu. Nếu anh chị nào muốn giữ thì 10.8 nó là giữ hạ tỷ trọng. Nếu mà còn đến nào close dưới 10.8 thì nó hạ tỷ trọng. Ăn được nhịp khá dài, 2 tháng trời. Ở trên này bị chốt lời, khối lượng lớn chốt lời này là rất là bình thường. Anh chị nào mà thích mua đuổi cổ phiếu là rất dễ gặp những trường hợp này. Tín hiệu cảnh báo luôn của hệ thống Ichiboku. Theo nó liên quan gì? Gì vẫn giữ nhé. Vẫn giữ được. Nếu có đến close dưới 11.2 thì mình hạ tỷ trọng. Mua mới thì phần này phải đợi cái quá trình tích lũy ở cái đoạn này. Cổ phiếu muốn đi xa thì cứ phải con này. Đâu mà
chạy 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 bứt tóc thì thôi mình không nên tham gia. Hikori 14. Con này phải quan sát này, con này vẫn quan sát. À, vâng, ở trong cái vùng nhạy cảm, vùng dao găm. C32. Con này là chúng ta để ý khối lượng, có khối lượng là chúng ta vào, tiền vào là chúng ta vào. Đang có một cái nền cái hỗ trợ 23.5 khá là tốt. Tuy nhiên là đây có pha bứt fail rồi, quay trở lại 24.5 break. Đoạn này thì chúng ta vào FCL, FCL vẫn giữ mua 10.0 thì biên nó cũng 13.5, không còn nhiều. Target của chúng ta tầm 13.5, 12.5, 13.5, 6-7% nữa mà nó đang dưỡng lên như này là không nên vào. CTD CTD hoặc như chúng ta đã định trước thì con này mình cứ phải trên vùng 68, cứ bứt được qua trên vùng này chúng ta bắt đầu chúng ta xem xét. Bây giờ nó gặp khá nhiều những cái cản ở đây mình chưa nên tham gia, nên là theo con cái góc nhìn của Ichiboku, anh chị nào mà dùng cái phương pháp khác thì mình không đánh giá, nhưng mà góc nhìn của Ichiboku là chưa nên tham gia. HBC là cổ phiếu mà mình cũng nói là cần phải để ý trong cái giai đoạn tiếp theo. Nếu HBC mà vượt được cái 13.5 này, cái vùng này thì nó đi khá là mạnh. Nó nhận thấy là cái kiếm của nó đang trụng vào nhau. Phải có một chút cản ở vùng 13 chính là vùng này. Phải có một chút cản. Bứt qua được vùng này thì chúng ta, những ai mà đã mua được ở dưới này chúng ta mua thêm hoàn toàn được. Nếu mà nó tích lũy ở dưới này thêm mấy phiên thì càng tốt. Mình rất là thích cổ phiếu mà vừa đi vừa xây lên, vừa có điểm vào thêm mà đi lại càng lại chắc. CKG CKG chúng ta xem cái điểm farm bứt lên này, xem cái điểm chạm cung ở vùng 11, test cung ở 11, 11. Trên vùng 11 này chúng ta hoàn toàn có thể tham gia. Khá là đẹp này. Đây là một điểm mua này. Bứt qua cái vùng 12 chúng ta có thể mua thêm. Cổ phiếu này được. Tiếp tục theo dõi nhé. Ngành tiếp theo là ngành thép. À, con này là còn tốn khá nhiều giấy mực của anh em trong các diễn đàn group. À, hôm nay bứt lên này, hôm sau ra tin bán 76 triệu cổ phiếu có cái quỹ Pen 3 Đức này. 2-3 phiên này, cái phiên này mình nhớ có một mấy người hỏi mình có lên cắt không này. Đứng phiên này thì mình trả lời luôn là không nên cắt. Tại vì sao? Mở đồ thị ngắn hạn hơn chút. Hòa phát đấy, có luôn hòa phát đấy. Mình hôm đó mình có nhiều người hỏi mình thì mình cũng có dựa bảng điện ra mình quan sát, thì mình thấy cái vùng 34.10 và 34.15 ấy, cái lệnh đặt rất lớn, tầm phải 5 triệu đến 2 triệu cổ phiếu gì đó đặt ở đó. Thì mình mới, nhiều anh chị hỏi là có nên thoát con này không, thì mình nói là không nên thoát.
mất hẳn 34 thì mới thoát. Tại vì sao? Tại vì đây, đây chính là cái vùng hỗ trợ rất là mạnh của Hòa Phát trong độ trị ngắn hạn. Vì vậy nếu mà anh chị nào mà cầm con này thì hoàn toàn có thể mua thêm, nếu có tiền hoàn toàn để mua thêm để đảo thế cộng. Mục đích, mục tiêu là tầm 35, 36. 35-36 là chúng ta thoát hàng, chúng ta có thể đảo được tầm 3-4%. Nó đi theo đúng như kịch bản của GBU. Cái này, vấn đề này thì mình post trên khá là nhiều cái diễn đàn này, anh chị có thể theo dõi, không để bọn mình nói điều. Còn hiện tại về đây thì sao? Hòa Phát về đến đây thì sao? Không... Ok, Hòa Phát về đến đây sao? Hòa Phát về đến đây thì anh chị nó cầm còn... Anh chị nó bắt được khung phiên này thì giảm bớt tỷ trọng ở phần khi nó quay về đỉnh cũ nhá. Kiểu gì nó cũng nhún thôi. Nó không đi thẳng lên đâu. Kiểu gì nó cũng sẽ phải... Nếu mà nó muốn đi thêm kiểu gì nó cũng phải chạy như này. Nó mới đi được. Chứ không phải đi hình chữ V này là hơi khó. Quan sát ở cái vùng đỉnh cũ. Không nào kẹt hàng ở đây thì sao? Đầu tư dài hạn không nói, đầu tư dài hạn con này vẫn khỏe lắm. Trong ngắn hạn thì về đây có thể giảm mất thị trọng. Điểm mua mới của con này thì không có nghĩa. Nếu mà nó đi lên đây, nó về lên đây mua ngay. Không về được thì phải đợi cái sự tích lũy của nó ở trong vùng này. Nếu mà nó cứ nhùng nhằng trong vùng này mà càng lâu thì càng tốt, càng lâu thì tại sao? Ông bà nào mà mua ở dưới này rồi, có lời rồi. Thì nên đến đây thấy nó cứ lình xa lình xình một thời gian là mất kiên nhẫn là chốt ngay. Còn ông nào mà đu ở trên này rồi thì thấy nó cứ lên nó lại xuống thì cũng sốt ruột lắm. Đó là tại sao một cổ phiếu cần tích lũy. Phân tích tâm lý là như thế. Tiếp theo về Hoa Sen. Hoa Sen đang đẹp nhá. Hoa Sen lại phải quan sát lại nhá. Hoa Sen quan sát lại vùng này nhá. Một tuần, nếu mà nó tích lũy thêm đây một tuần nữa thì mình có thể mở mua nhá. Một tuần nữa. Còn nếu mà nó mất cái vùng 17.2 này thì chúng ta 17.2, 17.5 chúng ta có thể hạ thị trọng. Mình thấy vô như này nó khá ổn. Xem chú ý làm kim thì chưa được. Làm kim hôn trên này lớn quá, đang có khách sạn ở đây. Tuần sau thì cũng mất, nhưng mà em này phải muốn đi không đi được, khó đi thêm, vẫn phải tích lũy ở đây, hấp thụ cái lượng cầu ở dưới này, tiến lên, có thể ngành thép là tích lũy vùng đỉnh một là sập, tích lũy đấy quá trình phân phối, vốn cao lại sợ, trên đỉnh là vốn cao, phải đợi, mất vùng 5.6 này thôi, thế. Giá nó khá là xa để điểm cân bằng TK ấy. Tiếp theo là HT1 chưa đi mua, tiếp tục đợi.
ba phiên nữa mà có break nào chúng ta mua được. FLC của FLC 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 chúng ta mua chưa lên, vẫn đợi dòng tiền qua lại. Tất cả các phiên giao dịch đây là mất dòng tiền, có một phiên giao dịch, có một phiên mà có dòng tiền quay lại thì chơi được. Em này lực đi nó cũng không còn nhiều, hai đường này càng cách xa nhau, tê can ki run cách xa nhau khá xa nhau, tích lũy thêm tầm 2 tuần nữa thì em 1-2 tuần, một tuần nữa là được. Nhưng cái kỳ trước mình cũng đã nói là nếu mà tích lũy đây 2 tuần thì mình mua, thì bây giờ còn tuần nữa mình mua. KHP đẹp này, về tiền quay lại này, phiên này mình đã mua này, phiên này mình mua ATC luôn, nhưng mà mình mua thêm thôi, mình có hàng ở cái phiên này gì đó. Một trong hai bên này mình không nhớ rõ. Đúng rồi, phía này. Mình mua ở phía này, sao nó lên, nên đây thì không chốt. Tại vì mình đánh giá khá cao con này, tất cả mọi thứ nó vẫn đang ủng hộ quá trình đi lên. Tuần sau thì kiểu gì nó cũng sẽ test cái đỉnh 10-28 này, đỉnh cũ và đỉnh ngắn hạn này. Sau đó mình xem phản ứng ở vùng này, nếu mà xấu thì mình sẽ chốt rồi. Tại vì đây mình mua thêm thì mình mua tỷ trọng nhỏ, 10-20% cái số dưới này. Cái hàng ở dưới này thì mình có thể mang lên đây mình chốt, coi như mình đánh đạo T cộng. Kể cả nếu mà nó chưa về đến tài khoản thì cũng vẫn giữ được. Vẫn đánh được kiểu đấy. Vì Goldstone tiếp tục đợi, cứ phải tích lũy ở đây trước lại. DHA mà cái hộp một tuần trước rồi, vẫn trong hộp CVT thôi, còn lại thì chịu. 2-4-5 tuần trước mình bảo hai có hàng cứ đây 10%-20%, cứ mỗi ngày mà nó cứ chuẩn này cứ vác 10% ra mà chốt. Còn này đến khi nó sập thì đi lên này, nhưng khi nó sập thì chẳng biết thế nào, kéo như pen lì nên sao ạ, không có gì để nói rồi. Mình cứ khuyên các bạn tuần trước đây này, cây tuần trước đây mỗi ngày chốt, mang ra chốt 10% đi, ăn thế là đủ rồi. Không biết, ăn 5 cây chân này 20% OK, chúng ta đã điểm qua tất cả cái cổ phiếu ở trong cái nhóm ngành bất động sản, xây dựng và vật liệu xây dựng qua rất là nhanh, tại vì trọng tâm của chúng ta hôm nay sẽ là review cái nhóm ngành bank. Chúng ta đã biết thì cái nhóm ngành bank thì chiếm cái tỷ trọng rất là lớn ấy. Lúc nào nó cũng là cái ngành mà có giao dịch với khối lượng giá trị nhiều nhất, ngày nào cũng vậy. Cái này mình bỏ Vietcombank đây, ngày nào thì cái giá trị giao dịch của nó cũng lớn nhất. Cái ngành ngân hàng nó là cái ngành cột sống của cái thị trường chứng khoán Việt Nam, với 15 mã trên sàn và toàn là những cái ngân hàng rất là lớn. Ví dụ Vietcombank này thì là một trong hai cái big cap của index, EVN index cùng với VIX, BID cũng khá lớn này. Nếu các bạn search cái VN30 big cap ấy, khá là nhiều cái mã trong nhóm ngành ngân hàng này. Hôm nay chúng ta sẽ đi về cái mã ngân hàng này. Trước tiên là ta sẽ đi về đến cái nhận định cái
VN Index trong cái tuần tiếp theo nhé. VN Index chúng ta thì trong cái tuần vừa rồi thì tăng được 2%, từ 991 lên 1010, và đã vượt được qua cái ngưỡng kháng cự, một cái ngưỡng hội tâm lý 1000 này. Trên cái Facebook cá nhân của mình cũng đã nói là thực ra là cái 1000 này thì nó chỉ là cái kháng cự tâm lý thôi, còn việc mà kéo lên hay kéo xuống thì nó hoàn toàn nó không mấy ảnh hưởng. Nó big boy nó dùng cái ngưỡng 1000 này để hù dọa những cái nhà đầu tư nhỏ lẻ mà yếu tâm lý. Những cái phiên này này gần đến nơi cái là đạp xuống này. Trong cái phiên này thì mình cũng đã nhận định trên cái Facebook cá nhân của mình ấy, thì VN Index thì cho đây trong ngắn hạn này. Những ai mà vẫn đây trong đấy là trong cái phiên mà nó, trong cái phiên thứ ba khi mà nó rung lắc rất là mạnh hơn 10 điểm thì mình cũng đã nhận định là hiện tại thì VN Index thì tăng lên nhưng mà vẫn chưa có tín hiệu gì sâu, cái vùng hỗ trợ 993 thì vẫn còn. Nên là trong ngắn hạn thì hoàn toàn mà chưa có gì xấu mà phải hoảng loạn bán cổ phiếu của mình ra cả. Còn nói về dài hạn nữa thì nó là vùng sâu hơn, nhưng đấy là nói về cái ngắn hạn trước. Nên là mình vẫn cứ nói với mọi người là nên giữ cổ phiếu của mình này, sau đó thì nó bứt đi như này. Còn về nhận định trong tuần tiếp theo của mình ấy, thì trong ngắn hạn một chút đây thì cái vùng hỗ trợ tiếp theo của nó sẽ là trong ngắn hạn, mình cứ nói ngắn hạn trước tại vì rất phù hợp với những anh chị nào đánh ngắn. Còn đánh dài hơn thì chúng ta cứ phải bắt cái vùng 970 này, thì chúng ta 970 980 này chúng ta mới lo ngại thôi. Nhưng thị trường đi lên thì nó cứ để nó đi lên, lực đi của nó thì nó sẽ chậm lại thôi. Tại vì chúng ta nhìn thấy là 4 tuần đi lên tăng 2%, thị trường VN Index mà tăng thêm 2% thì mà tài khoản của bác nào mà không tăng được 5-7% thì cũng phải xem lại cái cách chọn cổ phiếu của mình trong 4 tuần 1 tháng là bằng lãi suất ngân hàng 7%. Đấy là mình nói là khá là khiêm tốn ấy. Còn tài khoản ông nào trong 4 tuần này mà tăng 10% là khá là nhiều. Còn về dài trung hạn thì chúng ta quan sát vùng 970-980 nhé. Còn về ngắn hạn thì là vùng 1000. Ông nào mà hay trading thì 1000 mất thì giảm tỷ trọng này, giảm một chút thôi. Nó đơn giản cũng phải giảm không một chút đâu, ngắn hạn thì cứ giảm. Còn đầu trung hạn thì vùng dưới này cơ, đỉnh cũ này cơ. Còn cái mốc 1000 thì mình không đánh giá cao lắm. Nếu như anh chị nào ở trong cái giai đoạn, mình nhớ giai đoạn tầm này năm ngoái, xem nó đâu ngoài này, đây đây, sau 3-4 lần test định 1000 quay lại thì nó bứt lên cái đỉnh 1030. Mình nhớ là mình có mua ở trong cái tuần này, nhưng mà nhớ là hồi đó là cũng lại làm vick và Vinhome lượn sóng và đưa lên đây, sau đó thì nó lại trả ngược lại, trả một cách cực kỳ nhanh luôn, cái mức 1000 nó đi xuyên qua rất là nhanh luôn. Giai đoạn này mình cũng không đánh giá cao cái điểm 1000 lắm. Ngắn hạn thì ok, ngắn hạn thì bây giờ hiện tại chỉ báo nó nói là vùng này là vùng hỗ trợ. Nếu mất hỗ trợ thì
chúng ta giảm tỷ trọng thôi. Còn 970, 980 này mới là điểm dành cho các nhà đầu tư trung hạn. Ok, rồi chúng ta sẽ đi điểm qua cái nhóm ngành hôm nay chúng ta phân tích, chúng ta sẽ điểm qua kỹ những cái nhóm ngành này. Thì là Vietcombank, hoa hậu của các loại hoa hậu, Vietcombank thì hiện tại thì điểm mua không còn, nó đã đứt thoát như này thì chúng ta sẽ phải rất là cẩn trọng em này. Nó đi dướn lên như này là mình đi dướn lên như này là mình rất là quan chú ý lên này mày. Điểm mua thì chúng ta quan sát lại cái vùng kỳ dùn cũng là cái vùng đỉnh cũ này. Nếu mà nó trả về vùng 90 ấy, chúng ta sẽ quan sát lại điểm vùng 90 nhé. Không kiến nghị mua thêm cổ phiếu này. Bit hiện tại đang gặp cản tuần 42.8, 1, 2, 3, 4, 5 lần. Đây là lần thứ 5 mà Bit gặp kháng cự này. Mình đánh giá là khả năng vượt lên của Bit khá là cao. Cái này thì trong hơn chục ngày trước thì mình cũng đã nhận định trên cái diễn đàn này. Đây là thời điểm rất tốt để biết bứt qua cái kháng cự này, nhưng mà nói về điểm mua thì mình không quyết định mua, đơn giản là mình rất là muốn xem cái quá trình vượt đỉnh này. Ví dụ đây đỉnh nó, đây là đỉnh cũ nó, khi nó bứt lên rồi mình sẽ quan sát lại cái vùng nó test lại này. Đây chính là cái vùng mình sẽ quan sát mua, chứ không phải là cái vùng nào bứt đi như này. Mình đánh giá đây vẫn là cái cản khá là khó, không biết cứ phải đợi bit bứt qua rồi test lại, mình khuyến nghị như thế. Bứt qua này để hấp thụ tất cả cái lượng hàng của các ông ở dưới này thì nó sẽ phải lùi lại, nó tích lũy ở đây thì đó mới là điểm mua, hiện tại chưa. Còn này mà bứt lên mà test lại thì mình sẽ đầu tư được trung hạn, đang xem chặt quýt nhỉ, khá là lâu. Theo là CTG, ngân hàng công thương thì điểm mua không còn rồi. Mua được phiên này thì cũng không chắc chắn lắm. Chỉ là mua được phiên này thì cũng không được. Chúng ta thấy cái chart giá so với vùng cân bằng này là khá xa, khả năng điều chỉnh khá lớn. Nếu không điều chỉnh thì nó lại phải tích lũy. Vùng này sẽ là vùng hỗ trợ của CTG. Điểm mua thì nếu mà nó quay lại đây kinh lũy một thời gian ở đây thì mình mua, không thì nếu mà nó cứ chạy mướt này thì thôi. Tiếp theo là VP Bank, ngân hàng tuần vừa rồi bứt khá mạnh. Ủa sao lại có cái nến gớm này. VP Bank, thử xem cái nến của VP Bank nhá. VP Bank không biết dữ liệu mình có sai không mà lại có cái nến 23 ở đây. Để xem.
xem có khớp không. Đấy, chị dọa đấy. Node basic. Ok, nên đâu đây, nên đây. Đây. Vẫn có khối lượng khớp này. Đùa nhau ạ. Mình nghĩ mình không quan sát ạ. Biết ở cái giai đoạn đó này. Hàng đầu nó sẽ VP Bank. Đúng thật. Ngược trở lại với lại VP Bank. VP Bank thì điểm mua là vùng đỉnh cũ. Chờ nó quay lại nó test thôi, nó bây giờ điểm mua này nó không được. Vùng 30 sẽ là vùng target. Với biết những anh chị làm cầm hàng thì cứ cầm. Điểm ra hàng hơi xa. Nếu mà đợi lợi nhuận nó đủ lớn thì mình cứ ra bớt đi. Chốt dần đi. Target là 30 nhưng mà nếu mà phiên sau mà nó vẫn không phá được cái đỉnh này 27.3 này thì mình cứ chốt dần. Ngân hàng quân đội MVV em đi cực kỳ chậm. Phiên này mà chúng ta mua được này. Quan sát phiên này chúng ta mua được này. Wow. Đúng định mà. Phiên này mình đánh giá mua được. Target đỉnh cũ 20.21 là vùng đỉnh cũ này. Khi mà lên gặp đỉnh cũ kiểu gì sẽ sóng sánh ở đây này. 400% thôi. Mã này chúng ta ai chưa mua thì cũng không nên mua đâu, không nên mua mới. Viện lợi nhuận mình đánh giá nó hơi thấp, mà em này chạy rất là chậm. HD Bank đây là phiên mua, break ra khỏi cái nền này. Tăng nó thì đúng là chắc là tăng lần này ok, nhưng mà nó tích lũy được thêm một tuần ở đây trên vùng đỉnh thì nó sẽ lại là cổ phiếu mạnh. Hôm nay lực cùng tiền vào rất là nhiều. Mở cửa tạo gap luôn, nhưng mà anh chị nào mà căn được cái vùng dưới rưỡi này, cái dấu lên này mà mua được vào thì quá là ok luôn. Em này thì ai chưa mua thì quan sát cái vùng test lại 20.6 nhé. Techcombank. Tây Công Banh kháng cự vùng 25 này, cái vùng đỉnh cũ. ITB cũng đã chốt lời chính xác chuẩn ở cái này luôn này. Khi mà nó chạm cái kháng cự cả tuần này, cả tháng này, vào cái này chốt luôn. Mục tiêu của nó vẫn là 25, chỉ là qua hàng thì vẫn cứ cầm này. Cái giai đoạn này xôn xao này cực kỳ lớn, mình cũng có tham gia nhưng mà con này mình không chốt ở vùng 25 này, mình chốt ở cái nến này, mình không tỉnh táo, chốt ở cái nến này vùng 23.8 này. Hiện tại mà anh chị nào chưa có hàng thì
biên lợi nhuận nó còn không còn nhiều nên là mình không có nghĩ mã này. 500. Tiên Phong Bank. Tiên Phong Bank. Tiên Phong Bank đang ok nhá. Chú ý Tiên Phong Bank nha anh chị ạ. Này tiền vào mà không sao mà nó quay lại nó test cái vùng 25 này, 25 này là chúng ta mở bộ được nha. Em này được đó. Rồi cho vào one is nè. Break lên là mua. Tích lũy tầm khoảng 3 viên nữa break thì là quá là đẹp. ACB. Đó, ACB. ACB như sắp chuyển sàn này nên là mùng 2 không, hình như là sắp chuyển sàn này nữa. Còn giao dịch được không? Cái này nhận định máy năng tích lũy đã ổn định nhỉ. Quan sát quá trình break nó nhá. Tuy nhiên là cái lực đi của em này không còn nhiều. Muốn đi thì nó phải một nó phải tích lũy ở đây này, hai nó phải về dưới này này, về cái vùng dưới này. Sau đó nó đi lên thì nó sẽ chắc hơn. Chứ cứ đi dướn lên là không đi được xa. Mình không quyết nghĩ mà này. Đợi, mà này vẫn phải đợi. Tiếp theo là VIB, Ngân hàng Quốc tế Việt Nam. Em này, cái đoạn trước nó đi kinh khủng lắm. Ấy. Bây giờ tỉnh lũy này. Vốn mất này. Ok, em này cũng phải chú ý. Đánh ngắn hạn rất là chú ý những em này. Đánh nhịp tới cộng thôi. Năm dài là em này chưa được, không được. Thế cộng là 4-5%. Chú ý em này. Điểm mua. Break nên mình mua đây. 27.8. Có cái cục vôn nào nó tầm 2 triệu, 2-3 triệu mà nó mua được. Trả quýt thì cái tuần sau nó ok rồi. Có động lực tăng rồi. Hai lướt sóng thì VIP vào quát tin nha. Liên viện post bay. Em này cũng đi cũng ghê tạo này. Mấy em chuyển sàn này. CB này. PB này đi. Rồi xong. Rồi tính từ đây thôi. 53%. Ai giữ được không thì là 1%. Liên Việt Postline cũng giống với lại VIP. Là lại quan sát nhé. Tính nghĩ thêm 3 phiên nữa. Đón cái break của nó. Chỉ là T cộng. Ngân hàng xuất nhập khẩu Việt Nam EIB. Nó nói tích lũy dài quá chưa có tín hiệu bật. Em này thì ở trong VN30 ấy nhưng mà mình ít quan tâm đến em chưa có tín hiệu gì cả. Hôm trước bán mạnh. À đây. Rồi em này mình cứ em ấy đi một đoạn đi. Mình cứ quan sát của nó ở trên cái vùng 17. Quan sát trên vùng 17 là xem nó có bứt được cái đỉnh ngắn của nó 17.6 ấy. Thì mình mới vào ấy. Ở trong cái khu vực này mình không nên. Tích lũy lâu quá. Nó quá mà động lực tăng ấy. Chưa thấy. Cứ để cho nó đi một đoạn thì mình quan sát lại sao.
Tiếp theo là cổ phiếu SHB, Ngân hàng Sài Gòn, Hà Nội. Ngân hàng thì đợt Covid vừa rồi bị mạnh lắm. Hôm nay là nhóm dẫn chỉ số Việt VN Index lên. SHB thì bây giờ đang gặp cái vùng đỉnh 18 là vùng đỉnh của SHB rồi. Hôm nay thì nếu như mà tuần tới mà nó có phiên bứt lên thì phiên bứt này là phiên bứt nên chốt nên mua. Phiên nếu mà break này thì mới bứt nên chốt này gặp vùng đỉnh. Hay kiếm giá so với cái can vùng cân bằng xa nhau quá. Nếu mà đánh T cộng thì T cộng rủi ro không đánh bạn này. Vượt trang không lên. SHB mình khuyến nghị là có break thì chốt nhá. Còn đồng mà nếu mà mất cái vùng 16.5 này thì ta hạ thì chậm. Mất 16.5 là sẽ về vùng dưới này, 15.5. Tiếp theo là đến LVB. LVB hôm nay nó biến động nhỏ quá này nè. Khi mà vào hệ thống Ichibuku thì nó xác suất tỷ lệ thành công nó giảm đi. Mình xem cái đồ thị Wick nhé. Thị Wick thì cũng xấu, chưa có gì cả. Chờ em nói trên cái vùng 9 này nhá. Khi nào mà lên được cái vùng 9 này thì chúng ta sẽ để ý đến nó. Còn hiện tại thì cứ đã cả thôi. Cuối cùng là đến BVB. Ok, em này quan sát được nhá. Em này rất là để mắt lên nhau nhá. Mình đã để mắt lên nhau này từ phiên break này. Chưa dám mua. Để xem cái quá trình test cung nó như nào, nhưng mà như này là khá là đẹp. Mất vô này. Chúng ta để ý em này. Thứ ba nếu mà nó vẫn giữ ở trên cái vùng 12.4 này thì chúng ta có thể hoàn toàn mở mua test. Cắt lỗ rất gần 11.8. Mua test đó nhá. Cắt lỗ rất gần thôi, 4% thôi. Còn khi mà nó break lên cái vùng 13 này thì chúng ta mở mua hết nhá. Target của nó là vùng 14.5-15. 14.5-15 thì ví dụ vừa đây, chút ở đây 14%, ok. Ta để mắt đến em BVB nhé, em này mới lên sàn. Ok. Như vậy là chúng ta đã vừa điểm qua được 15 cái mã ngân hàng. Thì Thụy Vũ có nhận thấy là những cái mã mà có cái vốn hóa lớn thì đang rất là trông chênh nhá. Ví dụ Vietcombank này khả năng điều chỉnh của nó rất lớn nhá. ACB, Vietcombank, CTG thì cần phải tích lũy lại. Bit này. Bit vượt lên test lại thì mới mua được. Rồi chúng ta trở lại với lại VN Index thì mình đánh giá là VN Index thực sự cần có một cái quá trình tích lũy tại vùng đỉnh hoặc là có một pha điều chỉnh lại một chút trước khi nó đi tăng tiếp. Nếu mà cứ dướn lên như này là khả năng mà có những pha phiên biến động lớn 15-20 điểm hoàn toàn có thể xảy ra. Nó phải cần có một quá trình tích lũy. Vì vậy những cái cổ phiếu mà mới vượt đỉnh thì mình thường khuyến nghị các anh chị là canh cái nhịp điều chỉnh của VN Index thì để vào hàng. Mình đánh giá là nó chỉ điều chỉnh thôi chứ còn cái động lực tăng của VN Index là vẫn còn rất lớn. Vì vậy chúng ta
giai đoạn này, kể từ tuần sau thì mình nghĩ những anh chị nào mà có cái margin cao thì chúng ta lên hạ tỷ trọng vào phiên thứ hai thì chắc chắn là nó sẽ còn cái sự hưng phấn của phiên tăng điểm ngày hôm thứ sáu này. Nếu mà không có tình hình gì mà biến động thì nó sẽ vẫn sẽ là tăng trong phiên sáng. Trong phiên sáng hoàn toàn có thể tăng, mà anh chị nên hạ tỷ trọng, anh chị nên hạ tỷ trọng margin xuống, để cái phần margin đấy để chúng ta căn cái nhịp điều chỉnh của VN Index để chúng ta vào hàng. Có những anh chị nào sử dụng tiền mặt thì chúng ta giảm tỷ trọng xuống. Mình đánh giá nếu mà rất có thể tuần tới sẽ test lại cái ngưỡng tâm lý 1.000 này, cũng trùng với lại cái hỗ trợ ngắn hạn này của VN Index. Hiện tại là 1010 nên việc test về 1.000 là hoàn toàn thể xảy ra. Nếu như mà không mất 1.000 thì anh chị cứ giữ nha, bình tĩnh mà giữ nha. Đây 1.000 này, tuần sau này cái TK nó chạy lên này, 1.000 sẽ là cái hướng hỗ trợ của nó này. Nếu như mà có nến giờ nào mà nó đóng dưới 1.000 thì chúng ta nên hạ dần tỷ trọng. Một nến thì nó chưa nói lên điều gì, nhưng mà hai nến là chúng ta bắt đầu nên cân nhắc hạ tỷ trọng. Vì cái vùng như mất vùng 1.000 thì cái vùng dài hạn hơn là vùng 970, 970, 980 là biến định hoàn toàn có thể quay lại, đúng không? Vâng, như vậy là Thủy Vũ đã cùng với các anh chị điểm qua toàn bộ cái hoạt động của cái hướng đi của VN Index trong cái tuần tiếp theo, cũng như review lại tất cả những cái cổ phiếu nhóm ngành bất động sản. Mình vẫn đánh giá cái ngành bất động sản sẽ là cái ngành thu hút được dòng tiền bất động sản và xây dựng. Nên là dưới những cái phân tích của Thủy Vũ thì các anh chị hoàn toàn có thể chủ động được trong những cái điểm mua bán và ra vào cổ phiếu. Rất vui được đồng hành cùng các anh chị trong cái bản tin số 2 này. Trước khi kết thúc bản tin thì Thủy Vũ rất là vui khi được thông báo với các anh chị về cái Zoom chứng khoán của ITP. Hiện tại thì sau một thời gian hoạt động cũng không phải là dài, nhưng mà hiện tại đã có hơn 400 lượt các anh chị chuyển về tài khoản về với các thành viên của team tham mưu ITP rồi. Nên là nếu như mà các anh chị nào vẫn còn chưa có định hướng, hoặc mà những cái môi giới của anh chị mà chưa phát huy được hết cái lợi nhuận của mình trong thời gian vừa rồi, thì Thủy Vũ mời các anh chị về đồng hành cùng với team ITP. Trên này thì là như các anh chị đã thấy, tất cả mọi thứ đều rất rõ ràng. Còn nếu như mà các anh chị nào vẫn còn đang lưỡng lự thì Thủy Vũ mời các anh chị về cái Zoom siêu cổ phiếu này. Đây là cái Zoom hoàn toàn free. Ở đây trên này anh em túc trực 24/24 để đưa ra cho các anh chị những cái điểm ra vào của cổ phiếu. Toàn bộ đây là các thành viên của câu lạc bộ. Về đường link thì mình sẽ để cái đường link của Zoom Telegram này ở trên cái phần description ở dưới. Rất mong các anh chị ủng hộ cho ITP. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị vào trong cái bản tin kỳ số 3 trong cuối tuần tiếp theo. Xin cảm ơn.